Xin chào, và đây không phải bản tin Toku News đâu mà là series kể chuyện cho mà nghe. Sau một tuần ngủ đông thì tôi đã quay trở lại rồi đây. Tập trước tôi đã đọc 3 chap đầu về hành trình đạt được khẩu kiếm của chú Ogami rồi, cho nên lần này ta sẽ tiếp tục với 3 chap kế tiếp để biết xem bé Soja ra đời như thế nào, chị Hazuka có hẹo hay không. À mà chị còn sống khỏe như này mà nhỉ. Tôi chưa tính đến trường hợp này, nhưng thôi không sao. Nào chúng ta bắt đầu. Chapter 4, người cha mạnh nhất. Đã 11 năm trôi qua kể từ những sự kiện trong chap 3. Để tôi tóm tắt lại tất cả các sự kiện từ trước đó đã. 20 năm trước thời điểm diễn ra trong phần trước, Ogami gia nhập suốt ợp logo với vai trò là thổ kiếm. 15 năm trước sự kiện Caliber tạo phản gây thiệt hại nhiều về nhân lực. Để xem nào, hắc kiếm và hỏa kiếm đi bụi này, thủy kiếm, phong kiếm và lôi kiếm thì về phía bên kia lòng đất. Bọn loi nha loi nhoi này thì 15 năm sau mới bắt đầu tham gia hội. Âm kiếm thì bị hỏng nặng không chiến đấu được này. Tóm lại, chỉ có một mình thổ kiếm sĩ tức Kamen Rider Buster là còn có khả năng chiến đấu. Ơ kìa sao thế, dậy gáy đê chứ, ai còn quá non không thể cầm được kiếm vậy, mấy ông mấy bạo ối giời ơi. Đến mốc thời gian trong chap 4 là 9 năm trước, 6 năm dòng chỉ một mình Buster chinh chiến, túm lại một mình chú tôi gánh còng lưng cả hội này. Ve quái lúc này cũng được kha khá sách từ trận ám kiếm làm phản nên Mizzet đã có những thay đổi so với ban đầu, nói được và có tư duy đấy. Chú mày lo sửa kiếm đê, tại lúc này, con chú Ogami sắp được chào đời. Chú mày đang nghĩ cái gì đấy hả? Chị Hazuka lúc này chính thức đã là vợ của chú Ogami. Nhìn tướng chị thì có vẻ như nhà chị sắp thêm một hộ khẩu đến nơi rồi ấy. Có Mizzet xuất hiện, anh đi đây đừng cố quá nhé. Một cái mạng nhện, chuẩn đấy, cái lưới để săn những đứa trẻ miệng còn hơi sữa đó. Nhìn là biết, biến thân, fuck you, này thì nhện này. Ngay lúc này điện thoại anh réo lên, Ogami xin nghe. Hiện tại cả hai mẹ con đang trong tình trạng nguy kịch, nếu không làm gì ngay lập tức, đã hiểu tôi sẽ đến ngay, đừng nhanh vậy chứ. Cảm ơn mày đã thỉa lại nguyên phần hạ bộ của tao nhé, tao sẽ cảm ơn mày ngay sau khi đi làm nhẹ bữa điểm tâm, nên mày hãy ngoan ngoãn tại đây đi. Thằng Hazuka đợi chút, anh sẽ đến đấy ngay, dừng như vậy, nếu anh làm vậy thì sẽ có thêm những đứa trẻ ra đi, nhưng nghe này, khi con mình sinh ra em sẽ kể lại cho nó rằng anh là người đàn ông mạnh nhất, và rằng anh đã chiến đấu để bảo vệ tương lai của những mầm non như thế nào. Còn nếu anh không đánh bại Mizzet thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Phải rồi ha, Haruka, à anh sẽ đánh bại hắn và đến bên em. Vì vậy, làm ơn hãy mạnh mẽ lên, như được tiếp lửa. Chú đuổi theo tên Mizzet, dừng tại đây thôi con ạ, ta đang rất vội, vậy nên hãy dừng ngay tại đây, để xem ngươi làm được không đã. Haruka, khi đứa bé sinh ra em nhất định phải nói với nó rằng anh chính là người đàn ông mạnh nhất. Xong việc toàn lực phóng đến bệnh viện. Bác sĩ, vợ em sao rồi? Ogami, anh đã ở đâu vậy? Vợ anh đã để mất quá nhiều máu trong khi sinh, nên cô ấy cần được nghỉ ngơi một chút. Vãi cả bác sĩ, tống mẹ cây kiếm vào mồm bây giờ, làm tôi lướt qua tưởng chị đi thật rồi. Còn đứa trẻ đã ra đời khỏe mạnh, và cậu bé rất mạnh mẽ giống như cha nó vậy. Cậu bé, nó là con trai sao, có cần vạch ra xem hàng nó không anh? Anh hãy nghĩ cho con mình một cái tên đi anh. À anh đã có một cái rồi. Soja, Ogami Soja, nó là một cái tên đẹp. Vậy là bé Soja đã được chào đời cũng như kết thúc chap số 4. Chap thứ 5 bắt đầu bằng một pha phắc timeline. 2 năm sau khi Soja ra đời, lúc này chú Ogami đang huấn luyện cho Jintazo. Có quyết tâm đấy nhưng cháu còn xanh và non lắm. Làm kèo nữa đi chú, tới luôn đi cháu. Lúc này chú có một cuộc điện thoại báo tin dữ về chị nhà. Sức khỏe thì chị có thừa nhưng Haruka vẫn cần nằm lại viện vài hôm. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn việc chăm sóc Soja thì cứ để anh lo. Lập tức anh hùng hổ đến nhà trẻ đón con với thanh kiếm to bự tổ tràng trên lưng, đúng chất đầu gấu. Một bậc phụ huynh đến đón con cho hay, tôi ở đời gần 30 năm rồi mà chưa thấy thằng nào vác cả đại đao đi đón con như thằng này. Xin nó luôn đi chú. Ngoài đường anh thừa sức đập bất cứ bố con thằng nào, nhưng về nhà thì anh làm đéo gì đủ sức để trông một thằng trẻ con. Một Mizzet lại xuất hiện, bảo ba thằng ngoắt kia đi đi, anh bận trông con rồi. Nhưng chúng nó làm gì có kinh nghiệm chiến đấu. Một thằng nhà văn nào đấy đang cười nhếch mép, chán chả buồn nó. Chú đành vác kiếm đi dẹp bọn này nhưng để con ở nhà một mình. Lúc về nhà thì thấy bé Soja đang khóc ngay dưới cầu thang. Cháu nhà tôi có sao không bác sĩ? À cháu chỉ bị dạn xương tay và tổn thương nhẹ vùng đầu thôi, không sao đâu. Sau đấy chú đến tâm sự cùng thầy giáo của mình, nói về trách nhiệm của một người cha, nghĩa vụ bảo vệ mọi người khi trở thành Kamen Rider. Tâm sự mỏng với thầy xong, chú nhờ anh thợ rèn đến khiêng cây kiếm vào làm cốc nước không em. Dạ thôi, em bị dị ứng cơm chó chị ạ. Có một Mizzet xuất hiện, cái gì chứ? Nếu vậy thì bình tĩnh đi, chú không phải là kiếm sĩ duy nhất ở đây đâu, hãy dành thời gian cho gia đình mình.
liệu anh có muốn từ bỏ việc làm một kiếm sĩ? Nếu anh cầm kiếm trên tay, anh không thể trở thành một người cha tốt được, anh sẽ là một người cha bình thường để được thấy Soja mỉm cười. Thôi kết thúc đi, thằng thợ rèn cũng đã mang nó đi rồi, anh sẽ cho con ra công viên chơi. Nhìn cảnh này thì tôi hiểu chú Ogami đang cảm thấy thế nào, bất lực. Bỗng nhiên Soja bị nhấc bổng lên trời, ta lại gặp nhau rồi nhỉ kiếm sĩ của đất, mày vẫn còn sống sao? Như chú đã biết là chỉ cần còn một phần sót lại thì anh mày vẫn có thể tái sinh, nhưng lần đó chú mày hơi quá tay nên mãi tận 2 năm sau anh mới tái sinh được đấy. Cảm ơn món quà nhỏ này nhé. Xong, thằng thợ rèn vừa vác kiếm đi mấy, phen này có mùi toang, sao thế thổ kiếm sĩ, không làm gì được nếu không có cây kiếm của mình à, im mồm. Quả nhiên mày chả là cái mẹ gì khi không có thánh kiếm. Thằng chó thôi thì bữa điểm tâm trước bữa chính vậy. Ai cho mà ăn, đấy thấy nóc nhà tao chưa, đội cứu viện đây, có vẻ cậu đang gặp khó khăn nhỉ. Anh đã luôn bảo vệ gia đình mình với tư cách là một kiếm sĩ, trong khi luôn phải xoay sở để trở thành một người cha tốt, nó rất tuyệt vời, em tự hào về anh. Nhận được lời động viên từ người mình chân quý, cảm ơn em. Nhìn cách ngươi cầm kiếm, có vẻ như ngươi đã bị thương vì độc tố của ta gây ra ở tay rồi nhỉ. Nếu không tiêu diệt ta thì cái mạng của ngươi không trụ được lâu đâu, đến đây mà giết ta nè, nếu không thì ta sẽ thịt thằng nhỏ, đừng để hắn khiêu khích. Cậu sẽ mất cách tay nếu cậu tiếp tục, cuối cùng thì ta cũng chiến thắng, Itadai Matsu. Đừng khóc Soja, nhìn vào cha đây này. Như tao đã từng nói, mày đánh ai thì đánh, động vào ai thì động, nhưng đụ mẹ mày mà đã động vào gia đình tao thì tao sẽ phải lo nhà mày nghe con. Cái giá của việc chọc giận ta đấy, sống lại làm gì để ta lại phí công dẫn xuống lần hai vậy, ổn rồi mà, đừng khóc nữa. Trời ơi, Soja cười này, Soja cười rồi, có vẻ như anh đã thành công rồi nhỉ, Hazuka, anh đã quyết định rồi, anh sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nụ cười của Soja. Như ngày xưa anh quyết định chiến đấu để bảo vệ nụ cười của em vậy, nó tuyệt đấy chứ. Ngoài ra, anh đã quyết rằng anh sẽ trở thành King of Presenting. Có vẻ như em đã tìm lại được chính mình rồi nhỉ. Vâng, em đã quyết định được con đường mình sẽ đi rồi. Có vẻ như em đã là một người cha tuyệt vời rồi nhỉ. Dạ, nhưng Soja vẫn chưa chịu gọi em là cha. À, không sao đâu, đứng dậy nào Soja, ổn mà đừng khóc. Em thật sự đã trưởng thành rồi, ta nghĩ đứa trẻ đã chịu gọi em là cha rồi đó. Soja, cuối cùng, con cũng đã gọi ta là cha rồi, đúng vậy, cuối cùng, đúng thế. 6 năm sau hay chính là hiện tại, ôi trời, em cần phải đi thôi, chuyến công tác này sẽ lâu lắm đó. Hãy bảo trọng nhé, mẹ là nhất, cảm ơn con. Alo, có chuyện gì vậy hả Kento? Một Mizit xuất hiện, thằng Jin và thằng Tô đang ở đó, được rồi. Để ta đến đó, có vẻ như anh cũng có việc rồi nhỉ. Ừ được rồi, ngồi vững nhé con trai, tạm biệt thầy, bọn em sẽ đến thăm thầy sau. Một người không thể rời cả quả đất. Hai, nếu chúng ta tay trong tay, ba, chúng ta sẽ tạo ra một tương lai mới. Câu chuyện sẽ nối tiếp tới tập 3 của TV series. Vậy là câu chuyện của chú Ogami hay Kamen Rider Buster vẫn sẽ tiếp tục nhưng đã nhường lại sân khấu lớn cho thế hệ tiếp theo. Tại đây tôi xin kết thúc phần Kamen Rider Buster manga tiền truyện. Nếu các bạn thấy hay hay không hay thì vẫn nhớ cho tôi xin một combo một like, share và sub kênh cho mình nhé. Nếu mấy bạn muốn tiếp theo tôi đọc phần manga nào thì hãy cho tôi biết ý kiến tại phần comment nhé. Trừ Futo ra nhớ các ông, thôi thì xin hẹn gặp lại mọi người.